Xin chào cả nhà. Hôm nay thì em mới vào làng săn lan và may mắn là có trúng được một cái con trâu sọc vàng giá rẻ này mọi người. Anh em có thể thấy là hiện tại thì cái con trâu này thì nó có một cái lá, nó lên được cái sọc vàng rất là đậm mọi người. Nhìn rất rõ ha, đặc biệt là nó mọc sọc ở giữa lá nữa. Và cái cây này thì mọi người xem nó khi mà nó sọc thì cái mặt trước hay mặt sau nó cũng đều hiện rõ cái đường sọc ấy mọi người. Đó mọi người thấy không? Chứ ngoài sau cái lá đây cũng có sọc nè mọi người. Lá đây có sọc nhưng mà nhìn nó mờ, phải ngoài thực tế các bác anh chị nhìn kỹ tí thì mới thấy được cái phần sọc ở giữa lá. Đây mặt dưới nó cũng chạy cái đường sọc này. Rồi. Và đối với anh em sưu tầm thì chắc mọi người biết rồi, những cái cây đơn thân, đặc biệt là những cái cây trâu hay là còn gọi ngân sơn đây nè. À, thì ngọc điểm đây nè, thì khi mà những cái cây lên sọc thì được anh em rất là thích sưu tầm và đặc biệt là đánh giá rất cao. Cái giờ đây thì nó hiện tại nó lên được một hai lá đây, thì nếu mà các bạn chị chúng ta về chăm mà nếu mà may mắn thì khi mà cây nó lên thân lên lá mà nó lên sọc nhiều nữa thì gọi là trúng mọi người ha. Hoặc là ví dụ nó đẻ cây con lên mà có sọc nữa thì là y bài luôn. Một phần thì nó lên được một sọc đây nên giá thì em cũng sưu tầm được và chia sẻ với mọi người thì giá nó cũng tương đối rẻ. Chậu này thì chia sẻ anh em giá 600 ngàn thôi. Nếu mà các bác anh chị chúng ta đang muốn kiếm một cái cây trâu để về luyện thì có thể liên hệ với em nha. Bà con kêu thì đây là một cái trâu trâu rừng mọi người. Còn này thì em cũng không rành lắm bởi vì mới sưu tầm, chưa biết là cái hoa nó nở kiểu ra sao nữa mọi người. Đây mọi người nhìn cái đường sọc của nó nhìn đã không? Rất là rõ, rất đậm mọi người nhé. Em nghĩ cái cây đây thì nó mang cái gen sọc rất là tốt. Hy vọng thì anh em về chăm luyện sẽ được lên sọc đậm đẹp và lên nhiều lá mọi người nha. Rồi cây rất là khỏe. Nói chung chia sẻ anh em cái giá thì nó cũng hơn hàng thường tí thôi mọi người. Rồi chia sẻ sưu tầm thôi. Rồi nay săn được giá rẻ, em chia sẻ anh em rẻ tí ha. Rồi xin cảm ơn cả nhà, anh em có sưu tầm thì liên hệ với em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Nay là cây trâu lá sọc nha, giá 600 ngàn. Mọi người sưu tầm thì liên hệ với em nha. Số điện thoại để trên góc màn hình, trên tiêu đề.